Ngày tốt cắt tóc tháng 4 năm 2024 dương lịch. Thì theo yêu cầu của anh chị Quảng Tòng làm cái ngày tốt ha, làm nhanh cho anh chị. Trước tiên thì là nhóm ngày cắt tóc mà đem đến cho chúng ta cái sự cát tường, bình an và tăng phước tăng thọ. Đó là ngày 2 Tây, ngày 5 Tây, ngày 6 Tây, ngày 16, ngày 18, ngày 21 và ngày 23 Tây tháng 4 dương lịch. Nhóm ngày mà giúp cho chúng ta được cái sự kính trọng và gia tăng cái tình yêu thương, đó là cái ngày 12 Tây và ngày 17 Tây. Nhóm ngày mà giúp cho chúng ta gia tăng cái trí tuệ và kết giao với cái thiện hữu tri thức, đó là ngày 7 Tây và ngày 27 Tây tháng 4. Nhóm ngày giúp cho chúng ta gia tăng cái tài lộc, cái giàu có, cái thu hút những cái năng lượng về tài lộc, đó là ngày 1 Tây, ngày 11, ngày 13, ngày 22 và ngày 30 tháng 4 dương lịch. Vậy tổng hợp lại những ngày đó là ngày 1 Tây, ngày 2 Tây, ngày 5 Tây, ngày 6 Tây, ngày 7 Tây, ngày 11, ngày 12, ngày 13, ngày 16, ngày 17, ngày 18, ngày 21, ngày 22, ngày 23, ngày 27, ngày 30 tháng 4 dương lịch. Quảng Tòng làm dương lịch để chúng ta đi làm. Chúng ta chỉ cần lật lịch ra là chúng ta có thể thấy được ngày luôn. Chúng ta không cần phải lăn tăn ha. Còn cái vấn đề về nó cắt tóc nó cũng hơi nhạy cảm. Thì nó sẽ được trích xuất ra từ trong cái Phật giáo Bắc Tông và cái Phật giáo của Kim Cang Thừa. Thì người ta quan niệm cái mái tóc có cái mối liên hệ sinh khí trực tiếp giữa con người và vũ trụ. Cho nên chúng ta cắt tóc trong những cái ngày tốt này thì nó sẽ thu hút được những điều tốt. Và nếu chúng ta cắt tóc trong những ngày mà có khí trường không tốt thì nó ảnh hưởng đến chúng ta. Thì nó chỉ là như vậy thôi. Còn nếu anh chị em chúng ta mà không thích, cho là mê tín thì chúng ta có thể bỏ qua ha. Rồi anh chị em nhớ bấm đăng ký và chúc anh chị em chúng ta nhiều tài lộc, nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.